bên này vẫn còn mới, em phải tháo những bộ lại bị cái lứa. Thế là xong nó em giật mình, em vùng dậy, ôi cái con này nó cắn. Thế là y rằng là thấy nó cay đấy nha, cứ lửa đi em giở sách em bấm sóng nó cũng nó một lần. Nhưng mà đừng làm một lần, không phải làm thêm ít nhất là tóc. Tại vì là có thể những cái bên ngoài đấy hết, bên trong nó vẫn còn, cái đấy nó độc và nó vào thận vào gan. Cho nên là làm ít nhất là ba ngày, vài lần thì cho nó hết sạch đi. Tối thì em làm lần nữa không em.